Mới đây, Hội chợ Kinh tế Thương mại Biên giới Việt Trung Hà Khẩu lần thứ 20 năm 2020 đã được khai mạc trực tuyến tại hai điểm cầu là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Kim Thành Lào Cai, Việt Nam và Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Khẩu, Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên hội chợ mang tính chất thường niên, luân phiên này được tổ chức theo hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Hội chợ năm nay được tổ chức với chủ đề hướng tới thời đại mới, kiến tạo tương lai mới, với mục tiêu phát huy vai trò của cửa ngõ, vị trí cầu nối của tỉnh Lào Cai trên tuyến hành lang kinh tế Côn Minh Trung Quốc, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, góp phần thúc đẩy hoạt động giao lưu kinh tế xã hội giữa tỉnh Lào Cai và các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam Trung Quốc, gắn kết giao thương, kết nối thị trường các địa phương của Việt Nam với tỉnh Vân Nam, qua đó thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Lào Cai, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hai bên trong thời gian dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Với hình thức tổ chức hội chợ trực tuyến mới mẻ và không tiếp xúc trực tiếp, khách tham quan đã được trải nghiệm trực tuyến các gian hàng tại hội chợ, trải nghiệm thành quả 5G và những sản phẩm xuất nhập khẩu tiêu biểu. Trong khuôn khổ của hội chợ đã diễn ra hội nghị giới thiệu cơ chế chính sách đầu tư và ký kết hợp đồng thương mại giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp Trung Quốc. Tại đây, doanh nghiệp hai bên đã ký kết 18 cặp hợp đồng kinh tế với trị giá trên 758,9 triệu đô la Mỹ, xuất nhập khẩu các mặt hàng kim loại màu, phân bón, hóa chất, nông sản, thủy hải sản. Được biết, hai nước Việt Nam và Trung Quốc tham gia ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực RCEP. Đây là cơ hội cho tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam kết nối với thị trường các nước trong khu vực, phát huy vai trò của tuyến hành lang kinh tế Côn Minh, Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh.